Khi vỏ là công an, nhưng hệ điều hành thì lại là dancer. Hai chàng trai khiến các chị em đổ đứ đừ vì khả năng nhảy chất hơn cả nước cất. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip nhảy viral của cặp đôi là công an khiến ai nấy cũng phải thét lên vì quá thích thú. Khi bạn có máu làm dancer, nhưng ba mẹ lại bắt làm công an thì sẽ như thế này đây. Thay vì nghiêm túc như bạn bè đồng nghiệp, hai anh trai đã đứng ngay trước sảnh cơ quan thể hiện những bước nhảy mạnh mẽ nhưng không kém phần dẻo dai của mình. Chị em nhìn mà chỉ biết mê chữ E kéo dài mà thôi. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Chị em đang cu đơn thì xem video là phụ, ngắm các anh mới là chính. Bước nhảy vô cùng chắc chắn, kiêm luôn khuôn mặt điển trai, bảo sao mà các chị em không đổ chứ. Một số người đã vào bình luận như sau: công án gì mà đỉnh thế, anh ơi lại bắt em đi. Các pháp sư áo xanh khét quá, đáng tuổi ăn tuổi chơi mà mẹ bắt đi công an, be like. Còn các bạn nghĩ sao về màn hip hop làm ngưng mọi con tim mê trai này? Comment ngay cho TV Chen biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chance. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.